Rồi, em quay á. Ok. Đi ơi, con lấy bóc tay. Con lấy đũa con bóc nè, không có bóc tay. Mình không biết cắp đũa đâu. Biết mà. Sao biết? Cầm gì nè. Mới là biết rồi mà gấp vậy đó. Ủa, Út kêu là gấp đũa mà sao cứ bóp cô hoài vậy? Đũa đâu gấp, xuống lấy thêm đôi nữa đi. Đây. Ngon không? Ok, ok. Ly nào chưa uống đâu. Ly này đúng không? Này, đây đó của con. Uống ngay chút nữa mưa hiêm. Uống ngay chút nữa mưa hiêm cho cậu ba với chị. Ngon. Ngon mấy cái được thầy. Có ớt có dầm ra ca. Em có cái ớt bỏ anh cảm ơn dầm chưa? Bây giờ đổ ly nước mía. Nước mía rồi. Đây là khó cứu quá. Rát quá không? Rát quá không? Cái đấy này lúc đầu nó màu trắng luôn chị. Gì hơi đục. Nhà em có bịch á. Có hả? Có, nhắc bữa nó mua trắng với cơm. Mà nó bị cứng nhắc rồi. Đấy rồi, nước mía em để qua đây, hai nó đổ đổ quýnh con liền á. Nè con. Căng hả? Dạ. Xáy ớt vô hả? Cháy nè. Mở ra. Lúc con mở ra con cầm vậy thôi, sao mở ra. Cái mày còn xáy ớt vô nữa. Thầy đã xáy ớt vô những tay này.